Con định đi đâu vậy Hồng Lam? Con định đi ra ngoài phơi nắng, chứ ở trong phòng con thấy bí bách quá, giống như cái nhà tù vậy. Ý con nói mẹ là tù trưởng à? Dạ không. Đi ra ngoài, cầm giỏ sách theo làm gì? Con nói thiệt là con không muốn ở trong nhà thêm nữa đâu. Mẹ cho con đi ra ngoài đi. Mẹ không muốn nói nhiều. Mẹ càng không muốn lặp lại một vấn đề. Con bây giờ sắp sửa làm mẹ rồi, đâu còn là trẻ con nữa. Út Lành đâu rồi mẹ? Đi ra ngoài mua ổ khóa rồi. Mẹ thật là quá đáng mà. Ý con đang nghĩ thầm trong bụng, ba già này thật là quá đáng, đúng không? Không, ý con là hôm nay mẹ mặc cái áo hình hoa hồng đẹp quá. Cảm ơn con. Thôi con vô.